Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, bão số 5 đã suy yếu và tan đi, không còn tác động gì đến thời tiết các tỉnh đất liền cũng như các khu vực vùng biển của nước ta nữa. Với miền Bắc lúc này do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên trời có mây nhiều, ven biển có nơi có mưa nhưng lượng mưa không lớn. Nhiệt độ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc chỉ khoảng từ 19 đến 20 độ, còn ở vùng Trung Du, Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ cũng thấp từ 20 đến 22 độ trời lạnh. Trong ngày hôm nay, gió Đông Bắc tiếp tục mang khí lạnh từ Trung Quốc xuống, làm cho nền nhiệt ngày hôm nay ở Bắc Bộ tăng rất chậm. Cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực vùng núi phía Bắc phổ biến thấp dưới 25 độ, khu vực Trung Du và Đồng Bằng thì dưới 27 độ, trời không mưa và không khí mát mẻ. Không khí lạnh đầu mùa cũng đang làm cho thời tiết miền Trung thay đổi, khiến cho khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trong ngày và đêm hôm nay chuyển mây nhiều, vùng ven biển có mưa, nhiệt độ ngày hôm nay giảm còn từ 27 đến 30 độ. Dự báo từ đêm mai dọc từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ xuất hiện mưa diện rộng trở lại và từ ngày 23 tháng 10 thì khu vực này sẽ xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Khu vực các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận ngày hôm nay trời nắng, nền nhiệt ngày cao 32 đến 34 độ. Ngày nghỉ cuối tuần ở phía Nam cũng diễn ra trong điều kiện thời tiết tốt, nắng sớm và kéo dài từ nay đến 14-15 giờ chiều. Mức nhiệt ngày tại Tây Nguyên sẽ trong khoảng từ 29 đến 31 độ và từ 33 đến 34 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Một số nơi ở miền Đông Nam Bộ đạt ngưỡng 35 độ. Đến chiều tối, mưa dông sẽ xuất hiện trở lại ở Tây Nguyên và Nam Bộ với diện mưa ở mức rải rác và kết thúc trước 19 giờ tối. Trên biển, dưới tác động của không khí lạnh, ngày hôm nay ở khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực giữa và Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió nhẹ, sóng thấp và ít có mưa dông. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.